8 đang bấm xăng. Cái số nó chạy nè mọi người thấy không? Đó. Đây nha. Đây không? Số nó tự động nó chạy nè. Đó. Thì cái xăng nhiều khi quay phim hay là điện thoại on cũng nguy hiểm nha mọi người nhé. Nên MC đứng xa một chút. Đó. Mình tự động đổ xăng chứ không phải kiểu như Việt Nam mà lại mấy cái cây xăng này kia. Thôi cái mùi xăng hôi quá, MC phải dừng lại các mọi người ơi. Hôi nguy hiểm lắm mọi người. Hello, chào mọi người nha. MC chào mọi người. Vào đầu MC chúc mọi người ngày mới luôn vui vẻ, ấm áp và luôn bình an trong cuộc sống. Ấm chứ thật sự là nóng luôn mọi người ơi. Nay MC với chị Hằng Tám đi đi với chị Hằng Tám đi làm đẹp để đi lấy vợ. Tóc mới hớt nha mọi người. Đó. Rồi chị Hằng Tám đây nè. Cool. Trời ở ngoài cũng nhiêu độ em? 91 độ. Đây nè, trong này nè. Trong xe ở ngoài cũng 91 độ mọi người. Thì hôm nay ngày ốp của MC. Sẵn đi làm đẹp. Tóc thì sáng tự mới hớt. Rồi ăn uống xong xuôi và có hẹn cũng 3 giờ rưỡi gì đó. Để đi làm đẹp. Thì chút nữa mời mọi người đi theo MC, theo dõi MC nha, để MC quay những chi tiết coi ở Mỹ người ta làm đẹp như thế nào ha. Thì chút đó thì MC sẽ chia sẻ sau. Bây giờ không có xin, chưa được bật mí ha. Giờ MC sẽ quay cái cảnh ngoài trời cho mọi người coi nè. Trời nắng nóng hừng hực luôn. Nó ở ngoài trời đẹp quá mọi người ơi. Hôm nay ngày thứ ba, mây cục luôn, không biết có mưa không nghe. Mây thấy bữa nay gần quá, gần xịt luôn nè. Đây, ngoài trời nắng đẹp quá. Cái ngày hôm nay mà gánh gõ là lấy xe đạp chạy là hết sảy luôn. Trời ơi, mây đẹp. Thấy cái máy gõ không nè. Đó, giờ chị Hằng Tám đi ghé cây xăng, đổ xăng. Này trời ngày cũng đông quá trời. Hình như vậy. Bên phải đúng rồi. Lâu quá anh chạy anh cũng không nhớ nữa nè. Bây giờ mình ghé vô cây xăng mọi người ơi. Để đổ, tự đổ xăng luôn. Thôi đợi sao xe jeep tôi đi cho mu chị nó. Ở Mỹ này là tự ai nấy đổ xăng nấy nha mọi người nha. Không giống như Việt Nam mà vô đổ xăng này người ta bấm giùm nó ăn chặn ăn gian người ta đủ thứ hết đó. Đó, chị Hằng Tám đang bỏ thẻ vô đổ xăng. Ở Mỹ là như vậy á. Đó, chỉ đi qua bên kia. Bị hư á em. MC review nhẹ. Chiếc xe cũ của MC nè. Cái số là 759. Cái sảnh đó. Giờ để lại cho sang lại cho chị Hằng Tám đó. Xe này cũng đẹp nha mọi người nhé. Như MC cũng quay mấy lần rồi đó. Đây gài cũng chưa sửa, không có hư, xin lỗi, ở ngoài sau nó bị dơ đó. Tại MC hay để mấy cái hôm bữa MC
Đó, hôm bữa MC đi mua xe đạp á, sửa đem đẩy ra để vô đầy nè, nó dơ nè ha. Đây nè, đó. Chị hàng 8 chị chưa có đó, bụi đầy nè. Chị hàng 8 chị chưa có để cho đem lại cái chỗ người ta dọn dẹp á. Chưa đó. Còn dơ giấy nè. Đây cái mé bên này. Đó, xe màu siêu vờ mọi người nhé. Cũng bốn cửa luôn. Cái hiệu GMC đây. Siêu vờ. Trời nóng quá. Giờ chị hàng 8 đang đang qua bên kia để vô bên kia để trả tiền mé này, để trả tiền xăng trước khi mình đổ xăng. Cái mé kia là qua mặt á mọi người, đó cái mé bên đó đó là qua mặt á, bấm xăng, cái số nó chạy nè mọi người thấy không? Đó. Đây nè, thấy không? Số nó tự động nó chạy nè. Đó. Cái xăng nhiều khi quay phim hay là điện thoại on cũng nguy hiểm nha mọi người nhé, nên MC đứng xa một chút. Đó. Mình tự động đổ xăng chứ không phải kiểu như Việt Nam mà lại mấy cái cây xăng này kia. Thôi cái mùi xăng hôi quá, MC phải dừng lại các mọi người ơi, hôi nguy hiểm lắm mọi người ơi. Giờ này cũng giờ cao điểm mọi người nhé, cũng 3:42 PM. Bên mé bên kia cái chòi vàng vàng cái đó là người ta chuẩn bị, người ta bắn pháo cho ngày lễ July of Four mọi người, là tháng 7 ngày 4 đó, đó ngay mé đó. Đợi một tí xe ra. Hôm nay trời nóng, cây đồ xanh lè xanh lét luôn. Gì bấm gì lung tung vậy? Trời nóng dễ sợ. Trời xanh đẹp ha. Cái mây giống như cái núi lửa phun lên ha, nguyên cục. Bây giờ cũng 3:45 rồi, bây giờ cao điểm, bây giờ ta đi làm về rồi, có người thì cũng đi làm cả chiều. Đó, đây lúc nào cũng kẹt xe người luôn nè, quá trời. Chỗ này quẹo trái lâu lắm á. Đó, tại vì cần phải ra highway, ngay đằng kia là highway đó, quẹo trái ra highway xa lộ. Đây kẹt cứng khừ luôn. Đó, bây giờ mình ra xa lộ highway á mọi người. Từ đây tới đẳng bao lâu em? 20 phút nữa. Mày ở ngoài xa lộ này họ cho chạy 70, tốc độ 70. Nhà mình có thể chạy thêm 10 nữa là 80, mà đừng có qua 80 thì cảnh sát nó hay quay đó. Khoảng 10 trở xuống hay đừng có chơi hơn trên 10 thì không được mọi người nhé.
nè nè cà có khách hàng á gặp bạn thí chờ của nó đó nhỏ đi lộn chỗ kìa ổng á bữa nay thấy ai mà nó với mẹ nó bị bạn một người bạn làm cho nó tới 52 đâu. Bốn giờ năm xe quá trời mọi người ơi, đây nè, vậy kẹt cứng ngắc luôn. Giờ này người ta đi làm về có một tốp, người ta cũng đi làm cả đêm, chuẩn bị đi làm đủ thứ. Mai là không có học sinh đi học, phải học sinh đi học chừng này về là còn kẹt cứng nữa. Đang kiếm chỗ mà mình cần phải vô mọi người ơi. Quá trời. Đây mọi người vô đây kìa, trong kia đó kho nợ đây này là Luxury Spa Studio đó, chỗ này mọi người ơi, nó đây nè, nó rồi tới mọi người ơi, đây Luxury Spa Studio đó, giờ MC vào bà hàng tám vô, chị hàng tám vô này. Chị hàng tám nó ngồi trong xe tới đây chắc cũng thời gian lâu lắm mọi người ơi. Chị hàng tám nè. It's more civilized now. Yeah, they're not so eager and yeah, because they're all professional and they, you know, they all can get their own customer without having to buy a car. Right. Right. Yeah. Mm-hmm. Okay. You relax, okay? So have you ever had one of these facials before? Yeah. Nope, you're perfectly fine. I'm just gonna scoot this over a little bit. Okay, go rồi, back. Hôm nay đại gia được sửa sắc đẹp rồi. Actually, you're that way a little bit. Oh. There we go. Yeah, okay. Now let your head back. There we go. I'm gonna mess up your hair a little bit. No, you're good. Tí nữa ra con đàn bà luôn, okay. Chỉnh giới luôn. Yep. Go to sleep, take a nap. Okay. Don't cry, okay? Okay, I'm going to cleanse you and then we'll start with the machine. It's pretty much a machine facial. Yes. It's more pulling everything out of the skin putting in essential oils and things like that to activate the collagen and all that, so it's nice. So how many of you work in here? There's four of us right now.
So we've got a room that we're trying to probably get a massage therapist in. Oh, okay. And so all are esthetician only? Well, the three are estheticians. I'm cosmetology tattoo. So, uh-huh. So they do, two of the girls just do the lashes and facials. Mm-hmm. And then Cynthia across the way, she's more of a, like a medi esthetician. She's got all the chemical peeling and stuff. Yeah, it's real specific with a certain, with DMK mm-hmm. Products and stuff. So she's got high education. Oh, yeah. Now, in order for you to do that, you have to take more classes? Sir? She had to get certified with this company, and this company is from from Europe. Oh, I see. So this is not a individual owned company. So she, her products and everything, she... Have to order through them. Mm-hmm. Now, I used to work at another salon down in New Orleans while I was on break, and they, it's a salon, but then they also now doing... Oh, the teeth bleaching. Oh, uh-huh. Yeah, we have, Beth does teeth bleaching. Uh-huh. And that's also like run by a certain company, and you just have to buy their own product, everything. Mm-hmm. Yeah, Beth does the teeth bleaching. She doesn't get a request for it a lot. Mm-hmm. I mean, it's kind of every now and then she'll get a request for it, but. Sorry, but yeah. Relaxing. Feel relaxing, huh? Yeah. Okay. So I'm not gonna talk much anymore, so he could relax. No, you don't have to talk. Yeah. No, tại làm cái này phải relax. Nói sao? Yeah. Chứ cái nút trắng là bấm chụp hình nữa không? Anh thấy cái nút trắng là dùng cần thiết đó, chụp hình. Thấy không? Okay, so what this is gonna do is it's gonna let me know if the suction is too much or anything. Anh hãy mà mạnh quá thì anh nói nó mạnh quá thì nó lâu rồi. Tại cái này nó sắc như thể là máy hút đó, nó hút mấy cái da chết đó. Mạnh nó mà đã đó. Nhưng mà nếu mình... Yeah. Feel okay? Yeah. Nếu mà muốn nó mạnh thì nó mạnh ra, mà muốn nó thấp xuống thì nó thấp xuống. Nó như thể là có cái lưỡi dao đó. Nó chà. I love that. I'm gonna put a towel under your neck around your shirt. So lift your head for me really quick. I'm just gonna, this way we don't get soak you. Oh. Như khó khó chứ không phải là giữ cái nút phải không? So I can't go straight over the hair, so I can go around it. But when you've got the microderm part on, those little hairs will pull, or the diamond points will pull on that. Khi bấm thì sao mà biết là nó chụp hình, nó đâu có nổi đâu. Rồi không biết, thì nút trắng nó là bấm tự động nó vô rồi, đâu cần biết đâu. Tự động nó vô chứ. Chứ không phải giữ nút, ok, không có giữ. Còn nút đỏ thì mình thấy nó ấy, thấy cái số chạy à? Thấy rồi. Không đâu, không cần thiết dừng cái lại à. That section okay? Yeah. Đau không đau thì nói bả rồi. Oh, they're good. Tại vì nó chà. Thick skin anyway. Da dày mà lôi. Nó vừa cạ, nó vừa thuốc. Nó cứ trong cái dây đó. Dây nó một bên thì nước vô, một bên thì nước nó thuốc ra. Then it's the first time I did it, really. So now you just need a cocktail cleansing solution into your pores and pull out whatever we can pull out. Bây giờ thì bà nói là bỏ mấy cái thuốc chất chemical vô cái máy đó để cho nó tẩy thêm mấy cái dead skin trong da. Here we go.
thịt cái mày lạnh lạnh đã đã mát không? Nó thịt vô nó cảm thấy da mình nó mát lạnh lên. Vào kia gì ra chị sáu rồi không biết còn ai sáu nữa. Nhớ phải chụp hình lại. Already turning pink. I know. Yeah. Isn't that great? I love it. Look at the skin so polished. Oh, yeah, that too. When he leaves here. Yeah. I have to hold him down now. After this tonight, he's getting a highlight. Getting a pedicure. No. Getting a pedicure tonight. I got my own pedicure. Oh. Này lột da cũ nè. Tí nữa trở thành anh 18 tuổi. I got him one of those masks from Lancome to use last week. They're expensive. They are expensive. Like $10. Yeah, I get some really, really amazing ones from my ProCell. It's my microchanneling company. But I'm out of them. The company has you sell them. For you, sell them as an individual. Uh-huh. It's $20 for the thing because you can reuse it. Well, really? Because it's got so much goo in it, and the goo in the packaging that you can put it back in there and smoosh it to use it another time. You just seal it up. Yeah. What do you mean? You the, person. To the person. Yeah. Okay. I always give it to them. You know me. Yeah. But how do you reuse it though? Just put it in the solution? So it comes in a package like that, and I put it on the, after I've channeled their face, you put it on there just to kind of calm everything down because you've opened the pores and trying to get that serum deep in the skin. Looks like a baby. So I usually let that sit for about 5 minutes. Numb too? Okay, you could relax now. Go to sleep, little baby. Yeah, burn, burn, chú. Burn, burn, huh? Mm. Vì nó ra. Bây giờ thuốc nó ngấm vô rồi. Yeah. Okay, 5 minutes. Lights out. Close your eye. Makes into an amazing moisturizer for your face. Yeah.
skin peeling already. So how does that feel? When do you do the extraction for the blackhead? Do you have extractor? I'm sorry, I totally forgot. I usually don't do them, but where are you talking? Because I. Thank you.
so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away.